Đây là một chai rượu vang Limited Edition độc quyền của Kỳ Lân Luxury. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ cắt thử một điếu cho quý khách xem. Rượu ngon, xì gà ngon, ngồi với người đẹp thì đó là phong cách và thú chơi rất thú vị. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay một chủ đề về sự sang trọng, đẳng cấp thượng lưu, đó chính là rượu vang xì gà. Nói về rượu vang xì gà thì nó rất là muôn vàn những loại rượu vang và xì gà. Nhưng thú chơi về những rượu vang xì gà tuyển chọn từ chai rượu vang, từ điếu xì gà, mình phải tuyển chọn những điếu thật ngon và thật chuẩn chỉnh để phục vụ cho nhu cầu thú chơi của mình trở nên đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu hơn. Đây là một chai rượu vang Limited Edition độc quyền của Kỳ Lân Luxury. Với những gì tinh hoa và tuyển chọn trong rất rất nhiều những mẫu, những loại rượu vang thì đây là một chai rượu vang Kỳ Lân tự tin đây là một chai rượu vang cực kỳ ngon, với độ chua có, độ chát có, hòa quyện đầy đủ trong chai rượu vang này ở mức độ hợp lý mà hầu hết tất cả chúng ta sẽ đa số thích chai vang này. Kỳ Lân nghĩ là đủ điều kiện để làm hài lòng tất cả mọi người. Đến với xì gà cũng vậy, xì gà cũng như rượu vang cũng rất nhiều mẫu, nhiều loại, thậm chí là được đóng hộp tại nhiều nước, nhưng Kỳ Lân chỉ tuyển chọn những điếu xì gà, những hộp xì gà mà mang tính chất limited và thậm chí là những mẫu đặc biệt. Đây là một trong những mẫu đặc biệt đó, bản kỷ niệm 50 năm thành lập của hãng xì gà nổi tiếng từ Nicaragua này. Hộp xì gà Sino Decadas 50 năm, bản kỷ niệm 50 năm 2018. Bản xì gà này được ra đời để kỷ niệm từ thiết kế vỏ hộp, chất liệu của vỏ hộp và từng điếu xì gà bên trong. Từ lá cuốn, điếu xì gà này được hoàn toàn cuốn bằng tay. Và những lá xì gà được cuốn này được hãng Nicaragua này tuyển chọn, rất là tuyển chọn luôn, bởi vì đây là một trong những điếu rất đặc biệt của thương hiệu xì gà Nicaragua. Được ra mắt vào năm 2018 để kỷ niệm 50 năm thành lập của Soja de Nicaragua. Ngoại hình điếu xì gà này có kích thước lớn với đầu hơi nhọn, tạo nên hình dáng rất độc đáo và sang trọng. Kích thước của điếu xì gà này là 6 inch, khoảng 15.2cm trong chiều dài và có đường kính là 54. Được làm thủ công tỉ mỉ từ những lá thuốc Nicaragua chất lượng cao, cung cấp một trải nghiệm hút xì gà độc đáo với hương vị phong phú và sâu sắc. Xì gà này được đánh giá cao về mặt chất lượng, độ phức tạp của hương vị với sự kết hợp tinh tế của hương gỗ và hạt, là một lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích xì gà cao cấp và đang tìm kiếm một trải nghiệm hút xì gà đặc biệt. Kỳ Lân là đơn vị chuyên về những sản phẩm cao cấp luxury và có tiêu chí riêng của Kỳ Lân. Bất kỳ những sản phẩm, những thú vui, thú chơi cao cấp luxury nào Kỳ Lân cũng phải tuyển chọn. Ví dụ như là rượu vang, xì gà hay bất kỳ những cái phụ kiện nâng sức. Và Kỳ Lân chỉ chọn phân khúc là cao cấp về sự tinh tế, độ hoàn thiện, từ chất lượng, phục vụ thú chơi, thú vui và niềm đam mê của mình và phục vụ giao lưu với tất cả quý khách hàng của Kỳ Lân Luxury. Đặc biệt là những xì gà Cuba thì hiện tại là thị trường có rất nhiều hàng trôi nổi, mình chưa có kiểm chứng được. Vì vậy Kỳ Lân chỉ nhập chọn những gì mà mang tính chất đặc biệt, những tính chất khó tìm và đặc biệt là chất lượng nhất. Thay vì quý khách phải tìm hiểu thì Kỳ Lân là người sẽ tìm hiểu thay cho tất cả quý khách về những dòng sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu với chất lượng nhất. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ cắt thử một điếu cho quý khách xem. Với đầu nhọn như thế này thì việc thao tác cắt rất là tiện luôn. Khi mình cầm điếu xì gà này trên tay á, cũng là một phong cách về cách quấn và sự độc đáo từ hai đầu nhọn như thế này. Cái phong cách của lá, từ chất đậm của lá và mình nhìn như thế này, mình có thể hình dung được là chất lượng của điếu xì gà này như thế nào. Và khi chúng ta trải nghiệm lên thì cái điều đó sẽ đúng với những gì chúng ta sẽ nhìn thấy. Xì gà để hút đúng cách thì chúng ta không phải hút giống như là thuốc lá, mà xì gà khi chúng ta lấy hơi và đủ lượng hơi, chúng ta ngậm trong khoang miệng để cảm nhận được cái vị của xì gà này. Có thể nhiều người chưa quen, khi mà được mời đi xì gà xong bắt đầu tập lấy hơi và ém vào trong phổi là sai, như thế sẽ rất là hại cho sức khỏe. Mà xì gà mình hút đúng cách sẽ thú vị và không có bị gây ảnh hưởng đến sức khỏe như là hút những điếu thuốc lá mà ém vào trong phổi. Mình hút thứ nhất là ngon, thứ hai là kiểu dáng rất đẹp, rất sang, thứ ba là không sợ bị hàng giả, và thứ tư là hút không bị gây mùi hôi giống như những loại khác. Đây là rượu đang thở. Tất cả những gì tinh hoa của chai rượu vang này Kỳ Lân đã uống đúng cách, thưởng thức một cách trọn vẹn nhất. Từ cách mà cho rượu thở ở ngoài rồi, khi mà rót vào ly mình đã thưởng thức được cái mùi thơm của rượu và vị chua chát đầy đủ khi mà mình thử rồi, và mình kết hợp với một hơi xì gà ngon. Đó là thú vui
đó là thú vị, đó là sự sang trọng đẳng cấp thượng lưu. Thú chơi này như chúng ta đã biết, rượu vang sẽ phù hợp trong những không gian sang trọng, siga cũng vậy, nhưng chúng ta chọn những loại rượu vang ngon và chất lượng được nhập khẩu trực tiếp, chứ không phải là đóng chai ở đây. Mà những chai rượu vang này là những chai rượu vang limited edition mà Tiến chọn, ngon rồi, chất lượng rồi, kết hợp với những điếu siga cũng Tiến chọn ngon nữa. Rượu vang như chúng ta đã biết, nếu như chúng ta uống ở mức độ hợp lý và vừa phải sẽ tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch, bởi vì rượu là được ủ lên men tự nhiên từ trái nho trong thùng gỗ sồi. Và những trái nho ngon Tiến chọn tùy vùng tùy loại, mà mình Tiến chọn chai rượu ngon là tất cả những cái tinh hoa đó mình đã chọn lọc rồi. Rượu ngon, xì gà ngon, ngồi với người đẹp thì đó là phong cách và thú chơi rất thú vị. Hy vọng Kỳ Lăng sẽ được phục vụ và giao lưu với tất cả các khách những dòng rượu ngon, rượu vang ngon và những đĩa xì gà Tiến chọn ngon. Thú chơi của Kỳ Lăng sẽ được lan tỏa với tất cả các khách. Và thú chơi này Kỳ Lăng nghĩ sẽ là một điều tuyệt vời, sẽ được lan tỏa ngày càng rộng. Hy vọng là được phục vụ tất cả các khách ở bất kỳ những dòng sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu nào trong thời gian tới. Và cảm ơn tất cả các khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ, để xem clip của Kỳ Lăng. Một lần nữa Kỳ Lăng kính chúc tất cả các khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công, đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các khách ở những video clip tiếp theo.